Hello, xin chào lòng trong anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay các bạn đã cực kỳ vui sướng, ngày chủ nhật nay câu cá lên cực kỳ nhiều hàng các bác nhé, cực kỳ nhiều hàng. Thế em quyết định là ra video để hướng dẫn các bác cái chi tiết mà cái phối mồi của em, có nghĩa là phối mồi mà em sẽ chia từng tỷ lệ nhé. Một tuần trước em đã làm mồi và em chia tỷ lệ, và hôm nay đánh thật các bác là hôm nay ngày chủ nhật đấy. Em đánh à, hôm nay sau đó em đánh ngoài mương của em này, đánh ngoài mương mà được khoảng hơn 10 con chép, hai con rô phi to, cực kỳ to luôn đấy. Trước khi làm video bác xem, thì sau cái video này em sẽ làm cái video đấy, con này câu lục bao nhiêu sẽ làm video đấy cho bác xem, rất là nhiều cá mà câu rất là sướng này. Em vừa đi câu về thời ban này, cảm giác ngày hôm nay nó không thể tả nổi. Được đấy, bao bây giờ em sẽ cho bác xem cái đoạn video em lên hàng đã, nên tương đây con hàng bác này. Thành quả một ngày đi câu mồi củ chua anh em này, mày toàn loại rô phi bự cụ to rồi. Mồi ủ chua này hàng nha các bác nhá, đều nhau luôn đấy. Sướng chưa? Con này bự nhất này. Nhờ mình câu thiên nhiên là cá nó không được to lắm, đều nhau các bác. Để gặp đàn chép các bác nhìn sướng chưa? Đây con này bự nhất. Con này khủng bố nhất rô phi các bác này. Đấy. Mồi ủ chua phê chưa các bác này. Này thắng lợi lớn các bác nhá. Đó anh em thấy chưa, cá rất là nhiều, rất là sướng luôn. Cái quan trọng đi câu cá các bác này, đi câu cá mồi là cái thứ quan trọng nhất, thứ hai là ngày cá ăn, và thứ ba là cái duyên mình câu được cá. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Đây là em chia tỷ lệ từng loại kg của bài mồi ra để các bác làm theo nhé. Nếu các bác nào chưa biết cái công đoạn ủ đấy, em sẽ để link bên dưới nhé, các bác xem link bên dưới thì sẽ biết cái công đoạn ủ. Và bây giờ em sẽ chia công thức và chia cái tỷ lệ ra các bác làm theo nhé. Này là cực kỳ chuẩn rồi. Bởi trước em hướng dẫn các bác, nhưng mà em không hướng dẫn các bác là chia tỷ lệ bao nhiêu kg hay bao nhiêu là đủ. Bây giờ em sẽ viết rõ công thức ra để các bác làm theo. Thì đây các bác nhé, bây giờ em sẽ ghi rõ cái tỷ lệ mà các bác cần phải làm như thế này sẽ rất là chuẩn các bác nhé. Thứ nhất, đầu tiên các bác chuẩn bị cho em, bây giờ em sẽ chia nhỏ lượng theo kg bác nhé. Cái lượng nhỏ đây, bây giờ 1 kg ngô bác nhé, 1 kg ngô này. Đấy các bác nhìn rõ chưa? 1 kg ngô. Các bác nấu chín cho em. Cộng với 1 kg cám gà các bác nhá. Đấy, cám gà hay gọi là cám trứng. Cám trứng cám chim đều được. Đây là hai cái 1 kg. Đấy, các bác nấu chín. Ok chưa? Yeah. Nấu chín và nấu cho dẻo quá nhá. Nấu chín và nấu cho dẻo. Đấy, sau khi nấu chín và nấu cho dẻo rồi. Đấy các bác này, bác này. Đấy, nấu chín và nấu cho dẻo. Các bác ủ cho em. Ủ trong vòng ít nhất là 5 đến 7 ngày nhá. Đấy, 5 đến 7 ngày các bác nhá. Thì cái này con này, quan trọng cái này. Mùa đông phải ủ đến 7 ngày và mùa hè chỉ cần 5 ngày thôi. Mùa hè, còn cái này là mùa đông. Mùa đông. Đó. Mà mùa đông khi mình mở nắp ra nhé các bác nhá, khi ủ xong cái quãng thời gian này các bác mở nắp ra sẽ thấy có cái mùi chua nhưng mà hắc. Đấy, sẽ có mùi chua nhưng mà lại hắc. Cái tầm này ấy các bạn, tầm này chưa đi câu được nhá. Câu tầm này là rất là khó được cá. Cá vẫn ăn nhưng rất khó được cá. Đấy, sau khi công đoạn ủ tới tầm này thì các bác sẽ phát triển em con này. Cái này quan trọng nhất này. 1 cân cám gô, 1 cân cám gà các bác sẽ ủ tới 0,2 kg thôi. Này là 0,2 kg cám gạo các nhá. Đấy. 0,2 kg cám gạo. Đấy, cám gạo rất quan trọng các bác này. Ủ ít nhất qua một đêm thì ngày mai mới bắt đầu có thể đi câu được. Đấy. Ủ ít nhất qua một đêm. Một. Đó. Từ một đêm trở đi thì ngày hôm sau sẽ xuất hiện. Để nó sẽ xuất hiện. Mùi. Đây là mùi chua thơm. Các bác, nó phải xuất hiện là mùi chua thơm như mùi xoài lẩu các bác nhé.
Các bác ủ cái mùi trên nó sẽ là mùi hắc, nhưng mà khi cho cám gạo vào qua một đêm sẽ xuất hiện mùi, sẽ xuất hiện mùi chua thơm như mùi xoài nấu đấy, rất là dễ chịu các bác em, mùi nó rất là thoang thoảng dễ chịu. Nhưng mà khi mình cầm nhiều rồi thì mình đi câu một ngày về các bạn, đi câu một ngày về xong rồi lúc mình ngửi tay thì cảm giác mùi nó chua thoang thoảng mãi, rất là khó chịu, như kiểu mùi cất mèo chua đấy đấy. Đây công thức này rất là quan trọng các bác này đấy. Và khi các bác phối mồi nhé, đối với năng C thì các bác khi đi câu đấy, khi đi câu này đưa em nói với năng C này. Đấy thì cái lăng xê các bác này, lăng xê quan trọng là khi các bác đi câu ấy thì bác cần cái độ tan nhanh để cá đến đúng không, các bác bóp cho em cám gà khi bác ủ trên này xong này mồi đấy nó sẽ dẻo, nó ướt ướt nên là không thể bóp lăng xê được, các bác cho cám gà vào đấy, cám gà vào để làm gì, để mồi nó chắc đấy, mà chắc xong rồi các bác ném đầy sao mà không bị vỡ mồi đấy, bóp thêm cám gà tới khi khi khô, cắm gà vào cho tới khi khô, tới khi mồi khô này đấy, khi mồi khô và chắc các bác nhá, để mình ném ra sao không sợ mất mồi, mà khi cái này xuống xuống nước thì nó tan rất là nhanh, cái mùi này ấy, chép cực kỳ thích luôn, chép rô phi to cá con ít khi phá lắm đấy. Còn đối với câu đơn thì nó này, câu đơn hay câu đài nó ngặt nghèo hơn một chút, đó là các bác cần phải đổ chắc mồi mày bóp bóp vào lưỡi, thì để có việc ở câu đài đi thì các bác cần phải như nào, câu đài các bác làm theo cái nguyên tắc như trên đó nhé, cũng cho bột cho cắm gà cho đến khô, nhưng các bác phải cộng thêm bột mì để mồi dẻo và có thể bóp vào lưỡi mà không sợ tan đấy, không sợ tan khi các bác cho bột mì. Bác sẽ căn một lượng mà vừa phải đối với cái loại nước bác câu, ví dụ nước chảy nhiều quá cho nhiều bột mì thì mồi sẽ khó tan đấy, còn đối với loại nước mà nó đứng mà các bác muốn để nó tạo một lớp sương mờ đấy thì để câu cá nó dễ đến và nó ăn dễ dính thì các bác lại giảm một lượng bột mì đi, đấy là cái sau đó đấy, đấy là cái để mình phối mồi cho riêng bản thân của mình đấy nhá, bột mì đấy. Cái này công thức này các bác này, tất cả những cái này cù chép cực kỳ nhạy, mirobi cực kỳ nhạy đó. Còn để nhạy hơn nữa thì các bác phải hiểu như thế này, chép ấy nó đi ăn có ngày mà cá rô phi cũng vậy, đôi khi có phải là các bác đi câu này, đôi khi có ngày các bác đi câu nhá mùi run thôi, nhưng có ngày rất được rất là nhiều cá, nhưng có ngày thì chỉ được vài con, đó là cái ngày cá đi ăn. Em khuyên thật các bác là muốn đi câu chép ấy thì phải lựa chọn cái ngày sau khi trời mưa và nước đục đó, và hôm nay ở miền Bắc là trời mưa các bác, hôm nay miền Bắc chỗ em là trời mưa đấy, mưa cái nước đục là em tao bảo hôm nay đi câu chắc chắn là được chép, nên phát này hơn chục con chép liền đấy. Ngày em chưa kịp làm video hôm nay đăng về là vui mừng quá, đăng vội cái video này cho bác biết là cái bài mồi của em nó xuất sắc như nào, và rất nhiều anh em đánh giá rất là tốt đấy, các bác nhìn nhé, mồi rất đơn giản và rất là tiết kiệm bạn, cực kỳ tiết kiệm mà có thể thay được run luôn này, câu được cá này. Nhiều anh em cũng bảo là tôi đi câu cá tôi chỉ cần là run là tôi câu được rồi, ok đúng là như vậy, nhưng mà run các bác câu chép ấy hiếm lắm, mày nhỉ, một năm các bác gặp là một hai con, em thật bác là một năm gặp hai con, em nói con to nhé, còn đâu nói lại cá chép con cá chép rõ rõ cá chép giỏi không ai nói làm gì, nhưng mà để câu được một con cá chép khoảng từ 3 cân đổ lên mà bằng một run các bác là một năm gặp một hai con, hoặc là 2 3 năm mới gặp được một con, cực kỳ hiếm. Nhưng mà mồi của em ấy một tháng các bác có thể gặp được vài ba lần đấy nhá, mồi nhẹ không quan trọng là sông phải có cá, cá phải đi ăn và nước phải yên không động, không phải đồng nghĩa việc mà các bác bảo là chỗ tôi nhiều cá lắm mà sao tôi câu không được cá đó, bởi vì ngày cá không đi ăn, thứ hai là nước động nó nhiều yếu tố nữa. Thử bài mồi các bác nên thử cùng với những người khác dùng mồi câu chép đấy, ví dụ như các bác đi câu ngày hôm đấy sử dụng bài mồi của bác, mình cộng thêm 5 6 cái ông đi câu cũng sử dụng mồi câu chép, câu mới không lên con nào và mình không lên con nào thì cảm giác là mồi mình không phải là không ok đấy, nhưng mà khi mà ông không được con nào mình lên được được cá thì đấy mới mới biết được mồi nào hơn mồi nào đấy, cái bí quyết rất quan trọng này này, thật sự các bác là rất là phấn khích, rất là vui mừng. Các bác nhớ làm theo nhé, đấy công thức này, công thức câu vô cùng nhạy, bài mổ chua vô cùng xuất sắc đó anh em, xem công thức ở và em luôn luôn để link ở bên dưới để em chia thành hai phần ấy, em để hai đường link các bác làm theo và phải đúng theo công thức, và về cái bài quan trọng nhất là cái mùi mùi ra phải được mùi chua thơm nhé,
đấy, mùi hắc mà không thể câu được cá đâu, có câu được cũng không là gì. Đấy, chúc anh em thành công với cái công thức bài mồi của em. Các bạn nhớ công thức nhé: 1 kg ngô, 1 kg cám gà cộng với chỉ còn 2,5 kg gạo, và cám ngô cám gà phải nấu chín lẻo trong vòng từ 5 đến 7 ngày xuất hiện mùi chua hắc. Sau khi xuất hiện mùi chua hắc, ủ cám gạo vào ít nhất qua đêm sẽ xuất hiện mùi chua thơm đó, tầm đấy đi câu rất là ok rồi. Đấy là cái bí quyết bài mồi của em, mà thật sự nhiều các bác đi câu này cũng không ai chia sẻ bài mồi đâu, nhưng mà đây em có bài mồi hay em muốn chia sẻ với các bác. Đấy, chúc các bác luôn thành công với video với cái bài mồi của em đấy. Và những ai đã từng lên cá này, cá chép, đặc biệt là các bác thích đi câu chép rồi, chép mấy đô phi to bằng bài mồi của em thì hãy like cho em một cái nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Thank you và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.